Mến chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay em lên sóng để giới thiệu tới mọi người một cặp loa JBL Control 10. Cặp này ở bên em có mức giá là 16 triệu. Thiết kế của cặp này rất đẹp, mang lại trải nghiệm nghe nhìn cực kỳ tốt luôn. Cặp này thì có một bát 30 ha mọi người, vân vải xếp tẩm dầu, một mic và một chép đôm. Ở đây có một lỗ thông hơi và hai nút tinh chỉnh cho phần giải cao, tùy vào sở thích nghe nhạc của từng bác ha. Hiện tại thì em đang đánh thẳng vào đẩy Crown DC 300A. Em đánh trực tiếp mà rất là hay luôn. Bây giờ thì em mến mời mọi người thưởng thức chất âm của cặp loa này cùng với em nha. Trả lại cho em mệnh khăn hồng đó, có tên hai đứa màu chưa mừng, giận hờn chi nhau để rồi luyến nhớ lối về lỡ gặp hờ, ngoặt mặt che nó làm lại cho anh tình thương ngồi với em, anh ước hẹn duyên một ngày xa nhau nụ cười héo hắt, có lần bước vội qua cầu nhìn sang thấy anh quạt đêm mùa lụa tay thì biểu quay đi một người ghé non, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chẳng